mọi người để view giúp em à. Tắm anh chung nhá. Sơn tuyệt vời. Hi, xin chào anh em, tôi là Sơn Tuyết đây. Và hôm nay tôi sẽ review cho anh em cây B226 MK25 của VFC. Đây, Six Sauer. Logo của Six Sauer đấy nha. Đấy, B226 MK25. Con này thì giá khá là cao. Bởi vì là Six Sauer thuê VFC làm con này nên là chất lượng rất là ngon luôn. Bằng đạn đây. Tí nữa mình sẽ có một cái đoạn mình sẽ so sánh nó với cây của Kaziwok. Anh em thì biết nhiều về Kaziwok rồi. Kaziwok thì mình cũng có nói luôn lịch sử về của cây này. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái mác. Mác của FC làm chất lượng ok. Nước sơn sần sần cũng được. Mác này thì như được 26 viên thì vậy. 224 hay là 26 viên thì đấy. Và đây nhân vật chính của chúng ta. Đấy. Cái phần slide ở trên này nó không phải màu đen đâu anh em nhé. Nó là một cái màu xám đen thì chỉ ra rồi. Và nó hơi đi ra một chút màu nâu đất. Đấy, khó miêu tả lắm. Đấy, có nghĩa là phần nhựa ở dưới này, phần body ở dưới này và cái phần slide, hai cái màu nó hơi khác nhau một chút. Và nước sơn của của VFC nào thì ok, quá ngon rồi. Chúng ta có chữ Six Sauer P226, có một cái logo của Hải quân, logo cái mỏ neo. Đây thì có dòng chữ 9mm Parasix Six Sauer và nơi sản xuất Newton NHUSA. Dưới thì băng đạn thì có logo của Six Sauer, tại vì Six Sauer làm con này là nó thuê bên VFC làm, thế là nó full Bắc Kinh luôn. Đấy. Ở dưới chúng ta có cái dòng chữ này 6mm, đạn 6mm BB. Lại thêm những dòng chữ khác nữa. Đấy. Cái này thì chủ yếu nói như đây là một đồ chơi bla bla sản xuất tại Đài Loan. Đấy. Về Bắc Kinh thì mình thấy tên là marking khắc và sau đó thì họ sơn vào nên là nhìn nó không nét căng lắm, nhưng mà cũng rất là chất lượng luôn. Đấy. Có nghĩa là nó không cái cảm giác như là nó khắc xong rồi nó sơn hoặc là cái chỗ dưới này, chỗ này này, các cái chỉ này là họ sơn vào hay là sơn màu đen gì đó, thế là nhìn nó không sắc khắc cạnh nhưng mà cũng rất là đẹp. Mình cực kỳ khoái những cây mà khắc CNC rồi. Đây cũng vậy, cái này frame dưới bằng nhựa anh em nhé. Bây giờ thì súng hiện đại đa phần nó phải là nhựa rồi, như bắt đầu từ Glock hay là Six P320 hay là FLX45, nói chung là những cái súng hiện đại thì đều phần dưới đều là nhựa cả. Đây cơ chế hãm búa đây. Giống như nếu như mà là cây Kaziwok ấy thì nắp bằng đạn cái bóp cò cái là bắn được luôn. Tí nữa mình sẽ thử xem sao. Đấy. Con này thì không nắp được silencer anh em nhé, nhìn này nó không có gen ở đây. Đấy. Nước sơn đẹp lắm, nước sơn cực đẹp. Nó rất đẹp này. Nó không quá bóng bẩy nhưng mà nó lì và cảm giác khi mà anh em sờ ấy, thì nó rất là chất lượng. Hãng Inokatsu cũng là một phiên bản Six Sauer B226 này và giá cực kỳ cao, giá cực kỳ cao. Thông tin trọng lượng để mình cân luôn cho anh em xem. Con này thì cảm giác cầm nó sẽ nặng hơn Glock. Xem cụ thể nó bao nhiêu này.
cũng 800, nó chỉ chênh hơn Glock một tẹo thôi, 809 đây, 809 gram, chiều dài cho này. Chiều dài thì 20 cm này đến đây. Nói chung là nó cũng xem những dòng khác thôi, nhưng mà cảm giác cầm cái này chắc hơn. Đây là khi nắp nhá, cái slide anh em nhìn này, cái độ dơ của slide rất là thấp luôn. Anh em, cái độ dơ của slide này rất là thấp luôn. Cái cảm giác như giống như mình thử độ dơ của slide của con B26 này, nó chỉ kém cây Glock 34 size của AW cắt tầm làm thôi. Đấy, còn nó gần như nó trên tất cả, khá chắc. Chắc khi mà cho băng đạn rồi thì nó sẽ đập vào thì nó sẽ phát ra âm thanh cao to hơn, nhưng mà thực ra thì nếu bỏ băng đạn ra thì độ dơ của nó thấp, nó chỉ có độ văng một chút xíu chỗ này, văng một chút xíu, mình nghĩ là phải vậy thôi. Để kiểm tra cái búa phát này. Cái búa phần này anh em thấy không, đây này, cái phần này, cái phần búa nó đập vào cái băng đạn ấy, đập vào cái bàn xả ấy. Đây này, đập cái van xả ấy. Nó làm bằng thép anh em nhé. Đây, cái búa này bằng thép. Còn cái búa này thì nó chỉ mang tính làm màu thôi, cái này thì không quan trọng, chủ yếu là cái phần búa dưới này để đập vào đây. Cái này gọi là cái gì nhỉ, hãm cỏ bằng thép, chốt nhả slide bằng thép, đây chốt nhả slide bằng thép, ngon đấy chứ. Những cái quan trọng thì làm bằng thép, ok. Và đây là cây cây của Kaziwok này. Kaziwok thì tất nhiên là làm cũng ổn, nhưng mà giá thì không thể nào so sánh được với VFC rồi. Đấy. Nhưng mà mình cảm giác như sao nào? Mình cảm giác như cầm con PA6 của Kaziwok này còn nặng hơn đấy. Con này 805 gram, không biết con này bao nhiêu. Đợi chút nào. Đúng thật, đây này, 917 gram cơ mà. 917 gram. Đấy, 917 gram, nặng hơn hơn 100 gram. Mình nghĩ nó nặng hơn là bởi vì là con này, con của VFC họ làm này, họ đã sử dụng cái này, nó hợp kim nhôm, nó nhẹ hơn thôi. Của con độ dơ của con Kaziwok thì nó dơ hơn một chút, nhưng mà vẫn thuộc trong cái top những cái cây súng mà cái slide chắc chắn. Của VFC thì nó màu khác chưa. Đấy, còn con của Kaziwok thì màu đen xì. Của Kaziwok thì đây nó là sơn. Và nó chỉ có một mặt thôi. Bên này nó có marking các kiểu. Anh em nào chơi sưu tầm thì chắc chắn sẽ thích những cây có marking gì, đúng không? Cái phần tay cầm logo Six Sauer PA26, còn con này thì có logo Kaziwok. Nhìn chung cầm con của Kaziwok này nặng lắm, đậm lắm, đậm hơn của VFC, nặng hơn. Đấy, âm thanh phát ra cũng mạnh hơn, bởi vì cái băng đạn nó đập bên trong này, chứ còn cái slide nó có lắc đâu này, slide nó không kêu. Còn con này của con VFC còn kêu một chút, con này gần như nó không kêu, nhưng mà cái băng đạn của con Kaziwok đập vào trong to quá, cái độ rỗng nó độ rộng của cái zip với băng đạn nó nhiều quá, nên khi mà lắc nó kêu. Mình thử xem sử dụng chung với nhau không. Được nha. Được. Nhưng mà của con
Còn Casius này thì VFC nó sẽ không nhận cái hãm. Kiểm tra chút đây này, do này. Anh em thấy không, cái phần đẩy viên đạn lên này thì của VFC nó lệch hướng với con của con Casius. Và đây nữa, cái phần này đây này, nó cũng khác nhau. Khác nhau. Như về tổng thể thì nếu như mà muốn giữ được cái chốt khóa giống như của bên Casius này thì cái mác của con Casius này có thể chế ra để nắp được cho con VFC này được. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lạp ga và bắn test cho anh em. Nhà sản xuất công bố rơi tầm 320 FPS. Mình nghĩ nó rơi tầm vậy thôi, vì những con này nó xem nhau vậy mà. Cái quan trọng nhất của dân sưu tầm đó chính là cái phần marking. Con VFC này marking đẹp. Nó rất đẹp. Wow. Con này âm thanh của nó phát thì nó không giòn. Nó không giòn như dòng hệ Glock. Nhưng mà độ giật thì căng. Độ giật thì phải nói sao nhỉ? Bởi vì cái slide của nó nhẹ hơn. Nếu mà bắn con Casius này thì con Casius này giật mạnh hơn. Bởi vì cái slide của con này nặng hơn, nhưng mà con này nó lại giật nhanh hơn. Đấy. Nó lại không có độ nổ giòn như dòng Glock. 320 FPS, 321. Wow. Hai viên mà gần như không chênh nhau FPS này. Úi giời, lên 330. 324. Đấy, nói chung là FPS của em này thì khá là ngon. Nhìn qua thì thấy cái phần chamber inner cũng rất là xịn luôn đây này. Thì mình nghĩ con này đường đạn đẹp thôi. Rồi ok, đó là gì mình muốn chia sẻ với anh em về cây Six Sauer P226 của VFC. Làm cho, có nghĩa là hãng Six Sauer thuê VFC làm cây này. Đánh giá chung thì đây là một cây súng mà đẹp, rất đẹp. Tại vì từ cái nước sơn cho cái slide này cũng đã là sự khác biệt rồi. Và marking đầy đủ. Đấy. Marking hai bên đầy đủ luôn. FPS thì tốt rồi, FPS thì lên tới 320, 330 rất là hợp lý. Nhiệt độ thì rơi vào tầm độ đo thì nó rơi vào tầm 20 độ. Còn nếu mà hôm nào trời nóng mà 30 độ thì mình nghĩ FPS nó phải lên đến 350. Đường đạn thì mình đoán là cũng ổn. Ok, và đặc biệt là hệ búa của nó này. Hệ búa trong này nó đập vào cái van xả này. Nó là búa thép. Thép. Rất ngon đấy, rất ok đấy. Nước sơn mọi thứ cầm gọn. Đây. Cái âm thanh của nó không giòn như những dòng Glock. Có cái điều nữa mình muốn chia sẻ khi mà bắn hai con, đó chính là cái con Huy này. Cái độ giật của con Huy đấy thấp hơn. Có nghĩa là cái độ lệch nòng ấy, lệch nòng khi bắn ấy thấp hơn con này. Bởi vì nó nặng hơn và nó đậm hơn. Rồi ok, đó là gì muốn chia sẻ với em về cây Six Sauer P226 của VFC. Cảm ơn anh em xem clip, chào anh em.